Hiện nay việc mua tài khoản TikTok diễn ra sôi nổi trên thị trường. Rất nhiều người có nhu cầu cần mua. Ai muốn sở hữu kênh TikTok nhiều triệu follow hay với số lượng follow khủng mà không tốn công xây dựng thì sẽ tìm cách mua kênh TikTok có sẵn follow cao. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách mua nick TikTok sao cho chuẩn. Để không bị gặp rủi ro hay rắc rối khi mua ACC TikTok, video này sẽ chỉ ra những kinh nghiệm mua tài khoản TikTok sao cho uy tín và an toàn hiệu quả nhất. Bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian để xây dựng kênh TikTok riêng. Bạn đang muốn sở hữu kênh TikTok có follow cao và sẵn tự nhiên mà không mất công sức thời gian xây dựng, tốn nhiều thời gian. Thì việc mua tài khoản TikTok có sẵn follower là điều cần thiết và nên làm. Ưu điểm, tiết kiệm thời gian, công sức, có thể chọn được kênh TikTok phù hợp, follow cao và lượng follow là người dùng thật tự nhiên, không có follow ảo. Nhược điểm, tốn chi phí để mua kênh. Những lợi ích khi mua nick TikTok đó là xây dựng được thương hiệu cá nhân, tổ chức thông qua việc sở hữu những tài khoản nhiều follow, bán hàng online hiệu quả vì TikTok có lượng người dùng lớn, nhu cầu mua sắm cao, bạn có thể bật chức năng kiếm tiền từ những kênh có follow cao, phát triển tệp khách hàng, xây dựng cộng đồng, chia sẻ, giải trí trên kênh TikTok của mình. Kinh nghiệm cần thiết khi mua kênh TikTok mà ai cũng phải ghi nhớ đó là chọn đơn vị cung cấp bán kênh TikTok uy tín. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị nhận cung cấp dịch vụ bán tài khoản TikTok. Tuy nhiên, không phải tất cả trong số họ đều làm việc chuẩn chỉ, đàng hoàng. Có rất nhiều chiêu trò lừa đảo qua mạng mà người nào mua nhẹ dạ cả tin sẽ mắc bẫy của những kẻ lừa đảo. Hiện nay, việc mua bán tài khoản TikTok chủ yếu và đa số là người mua chuyển tiền hoặc cọc tiền trước, sau đó bên bán mới giao tài khoản. Lợi dụng kẽ hở này, nếu khách hàng mua phải bên không uy tín, sau khi nhận tiền của bạn, họ sẽ block bạn ngay tức khắc, cao chạy xa bay. Vì thế, để tránh trường hợp đáng tiếc như vậy xảy ra, khách hàng vui lòng tìm hiểu thật kỹ dịch vụ bên cung cấp có uy tín hay không. Những thông tin để tìm hiểu sơ qua về một đơn vị bán hàng uy tín sẽ là website đầy đủ thông tin, có lịch sử hoạt động lâu dài từ 3 đến 5 năm, giao diện dễ nhìn đẹp mắt, tụi lừa đảo rất lười trong việc chăm sóc website. Mọi thông tin đều public công khai, tên, số tài khoản chính chủ trùng tên, hình ảnh nhận diện, Facebook thật, không phải nick ảo, số điện thoại thật. Những đơn vị có đầy đủ các kênh tương tác như website, fanpage, Facebook, Zalo thì khả năng uy tín rất cao. Những bên lừa đảo chúng chủ yếu tạo một kênh liên hệ như Facebook ảo, Zalo ảo để mời chào khách hàng, sau đó block khách hàng dễ dàng. Thứ hai, trên bạn nên xem trước thông tin tài khoản TikTok cần mua. Khi mua kênh TikTok, bạn nên yêu cầu bên bán cho xem trước đường link tài khoản, để bạn biết được tài khoản này lượng tương tác như nào, và xem được đó có phải đúng là kênh mà mình đang cần tìm mua hay không. Nếu được thì bạn cũng có thể yêu cầu thêm để xem cụ thể chi tiết đối tượng follow, độ tuổi, giới tính. Bạn cũng hỏi trước người bán là tài khoản này có thể phát trực tiếp được hay không, vì hiện nay có những trường hợp không được phép phát live. Lưu ý sau khi mua nick TikTok, việc đầu tiên các bạn làm là đổi mật khẩu để bảo mật, sau đó thêm số điện thoại cho tài khoản TikTok, nếu có thể thì bạn cần đổi cả email để yên tâm sử dụng. Hiện nay, DH Media đã có 5 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp tài khoản TikTok, bán kênh TikTok uy tín số 1 Việt Nam. Nếu các bạn đã tìm hiểu về chúng tôi, thì các bạn cũng biết chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong kinh doanh. Mọi quyền lợi của các bạn luôn được đảm bảo, không cần mất công sức tìm kiếm. Chúng tôi có hệ sinh thái các website, kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm, fanpage Facebook để chăm sóc khách hàng tốt nhất. Tất cả tài khoản TikTok chúng tôi cung cấp cho khách hàng đều có lượng follow là người dùng thật, follow tự nhiên, lượng view video cao và khủng. Các bạn có nhu cầu mua kênh TikTok sao cho uy tín, đảm bảo an toàn thì chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc Zalo 0964 237 286 để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn và chúc bạn thành công!